Trường Giang cuồn cuộn chảy về đâu, sống dập dồn đại hết anh hùng. Đường thua phải trái thoát thành không, nâu xanh như nhẹ cũ, mấy độ bóng tà hồng. Bạn đồng bạc nuôi chiều trên bão, mảnh trăng thanh gió mát vui chơi. Gặp nhau hồ rượu đầy dư, xưa nay bao nhiêu chuyện, phố mạnh cuộc nói cơ. Đồng phục Genova xin kính chào quý vị khách hàng. Chào mừng quý vị đã đến với phần đọc truyện đêm khuya tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa Gen Z do Đồng phục Genova thực hiện và được phối hợp cùng với ekip của Đồng phục Genova. Chúng tôi sẽ lồng tiếng từng nhân vật trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa. Rất mong các anh chị chúng ta hãy lắng nghe để chúng tôi có thể là hòa nhập cũng như là chia sẻ để các anh chị diễn biến của câu chuyện từng nhân vật Tào Tháo, Trung Du, Lưu Bị cũng như là Vân Trường, Quan Công, Trương Phi như thế này. Hồi 103, 104 tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa Gen Z. Vừa rồi là cuộc tranh đấu nội bộ giữa những các tướng với nhau, thì Triệu Vân đã lập được công. Và khi mà Trương Phi thấy Triệu Vân lập công như vậy thì cũng thể hiện cái sự nghĩa khí của mình và cũng muốn thể hiện cái tinh thần hết mình với Lưu Bị và Khổng Minh. Cho nên là Trương Phi muốn tiếp tục đi ra nghênh chiến để lập công, đó là quyết lấy Lăng và bắt các phú Kim Toàn. Hồi 105, Quan Vân Trường tha Hoàng Trung không giết. Khổng Minh bảo với Trương Phi rằng khi trước Tử Long ra lấy Quế Dương phải lập tờ quân lệnh mới đi được, nay Dực Đức muốn ra lấy Võ Lăng cũng phải làm như thế. Trương Phi liền lập tờ quân lệnh và hứng hở lệnh 3.000 quân cấp tốc đến Võ Lăng. Kim Toàn nghe tin Trương Phi đến liền tụ tập quân sĩ dám theo quyết định. Lỗ Quyền Đức là quan phúc nhà Hán, nhân nghĩa tưới khắp cả thiên hạ. Thêm vào đó, Trương Phi khỏe mạnh lạ thường, không thể địch nổi, chỉ bàn đầu hàng là hưng. Kim Toàn nổi giận, nói: mày muốn thông đồng với giặc làm tay trâu à? Lập tức quát võ sĩ ngồi đã chém, tướng tá sống lại Chu Sinh, nói: chưa xuất quân đã chém người nhà, như thế không lợi. Toàn mới mang đuổi chí trao, rồi dẫn quân ra ngoài thành, chưa được 20 dặm thì gặp Trương Phi đến. Phi dừng ngựa, chỉ mồm quát mắng Kim Toàn. Toàn hỏi bộ tướng: ai dám ra địch? Người nào người nấy luống cuống, sợ hãi, không dám ra. Toàn phải tới người múa đao ra đấu đánh. Phi gầm lên một tiếng như sét đánh. Kim Toàn bất quyền, không dám giao phong, với người chạy về. Phi dẫn quân đuổi theo đám giết túi bụi. Kim Toàn chạy về đến giết thành, thì bên trên tên bắn xuống như mưa. Toàn giật mình, trông thấy Củng Chí đứng ở trên mặt thành, nói rằng: người không theo thiên thời, tự rước lấy bại vong. Ta cùng bách tính đầu hàng Lưu Hoàng thúc dậy. Củng Chí nói chưa dứt lời thì một mũi tên bắn trúng vào ngực Kim Toàn. Toàn nhảy nhào xuống ngựa, quân sĩ cắt ngay đầu, ngực Trương Phi. Củng Chí trách thành xin hàng vì sai chi mà đưa tin đến Quế Dương là bắt Quyền Đức. Quyền Đức mừng lắm, cho nên Củng Chí thay chức Kim Toàn. Quyền Đức thân đến Võ Lăng phủ dụ nhân dân, rồi gửi thư báo cho Vân Trường biết tin Tử Long, Dực Đức mỗi người đã lấy được một quân. Vân Trường viết thư về nói: còn lại một quân Trường Sa, nếu huynh trưởng không coi em là kẻ bất tài, xin giao cho em được dành công lao đó thì hay lắm. Quyền Đức mừng rỡ, bằng lòng để Vân Trường đi lấy Trường Sa. Về đến nơi, Vân Trường vào ra mắt Quyền Đức và Khổng Minh. Khổng Minh nói: khi Tử Long lấy Quế Dương, Dực Đức lấy Võ Lăng, đều chỉ đem có 3.000 quân thôi. Người ta thú Trường Sa là hoàng quyền, cứ chẳng ra gì. Nhưng hắn có một viên đại tướng là Hoàng Trung, tự là hắn thân, quê ở Nam Dương. Tướng của Lưu Biểu cùng với Lưu Bàn, cháu Lưu Biểu, trấn thủ Trường Sa, về sau Hoàng Trung theo Hoàng Quyền. Nay chỉ gần 60 tuổi, nhưng sức địch muôn người, trở nên coi thường. Vân Trường tới đi thì phải đem nhiều quân mã mới được. Vân Trường nói: sao huynh sư lại đề cao người khác mà làm giảm oai phong nhà mình thế? Cái thứ lớn già ấy có kể vào đâu? Tôi không cần đến 3.000 quân mã, chỉ xin đem 500 quân với tôi, quyết chém đầu Hoàng Trung, Hoàng Quyền về dân dưới trướng. Quyền Đức cố gần lại, nhưng Vân Trường nhất định không nghe, chỉ đem 500 quân mã bù đi. Khổng Minh nói với Quyền Đức rằng: Vân Trường khinh thường Hoàng Trung, tôi lỡ việc, chúa công nên đi tiếp ứng cho. Quyền Đức nghe lời, sau đó cũng dẫn mình tiến đến Trường Sa. Lại nói, thái thú ở Trường Sa là Hàng Huyền, sự này tính khí nóng nảy, giết người như ngoé, ai nấy đều oán ghét. Bây giờ, nghe tin Vân Trường đến, Huyền liền gọi lão tướng Hoàng Trung vào bàn bạc. Trung nói: chúa công cứ yên tâm, chỉ một thanh đao với một cái cung này, 1.000 đứa lại thì 1.000 đứa chết. Nguyên Hoàng Trung có sức khỏe, nhưng được cung hai tạ, phán trăm phát, trúng cả trăm. Trung vừa nói dứt lời thì có một người ở dưới thềm bước ra thưa: không cần đến lão tướng quân phải ra đánh,
chỉ một tay tôi mà không được quen vũ em nhỉ. Hẹn Huyền trong xem ai thì là quản quân ngụy Dương Linh. Huyền mừng lắm, sau ngày Dương Linh dẫn 1.000 quân ra nghênh chiến, lính đi bộ 50 dặm thấy bụi bay mù mịt, quân quan trường đã đứng. Dương Linh bắt cháu lên ngựa đứng trước trận mắt nhiếp thanh đánh. Đông Trường giận lắm chẳng nói đưa lời, lấy người múa đào xong ngay còn đánh. Dương Linh giơ giáo đón đỡ, chưa được 3 hiệp đến bị Vân Trường chém nhào xuống ngựa rồi đuổi đánh quân Linh đến tận dưới thành. Hèn Huyền thấy vậy kinh hãi vô cùng, liền sai Hoàng Trung ra đánh. Huyền lên mặt thành đứng xem, Trung cấp đào lên ngựa dẫn 500 kỵ binh vượt qua cầu treo. Vân Trường thấy một đạo tướng xông ra biết là Hoàng Trung, cũng dàn 500 quân của mình thành hàng chuyển nhất rồi đắp ngang thanh long đao ghim ngựa hỏi: tướng kia có phải Hoàng Trung đó không? Trung đáp: đã biết ta sao dám xâm phạm bờ cõi của ta. Vân Trường nói: ta là đây chuyện tốt lấy đầu người đó thôi. Nói đoạn sau hợp chiến đấu hơn 100 hiệp chưa phân thắng bại, hay như sở Hoàng Trung tốn thế hội quân tiên thu quân. Hoàng Trung dẫn quân vào thành, Vân Trường cũng rút quân cách thành người dặm hạ trại. Vân Trường nghĩ thầm rằng: lão tướng này tiến độ không sai, đánh nhau tới hàng trăm hiệp không sợ ở chút nào. Ngày mai ta sử dụng kế đà đao quay lưng lại chém với xong. Hôm sau gần sáng lo lên, Vân Trường lại đến khiêu chiến. Hèn Huyền ngồi trên mặt thành sai Hoàng Trung ra ngựa. Trung lại dẫn 300 quân kỵ mã vượt cầu treo ra đánh với nhau với Vân Trường tới 560 hiệp mà vẫn chưa phân được thắng bại. Thì Vân Trường quay người chạy về, Hoàng Trung đuổi theo. Vân Trường sắp quay đao lại chém, bỗng theo sau lưng quỳnh một tiếng. Quỳnh bỉnh lại, thấy Hoàng Trung bị ngựa sai chân trước, ngã lăn xuống đất. Vân Trường liền quay người lại, mọi người giờ thật lòng nào chết lớn. Ta hãy phá tự mãn cho ngươi, máu con gì đến người khác, đã đánh lớn. Hoàng Trung một ngày đứng dậy, chỉ đánh ngựa chạy tới vào thành. Hẹn Huyền kinh hãi, hỏi nguyên nhân, trùng thường. Bọn người này lâu nay cũng đã trận mạc, cho nên lỡ xảy ra làm vậy. Huyền hỏi: ngươi bắn tên trong xét trong trúng, làm sao không bắn? Trung đáp: ngày mai đánh nữa, tôi sẽ giả vờ thua, giữ đi đến bên cầu treo mà bắn. Huyền đưa con ngựa sáng của mình cho Hoàng Trung. Trung bái tạ trở ra, trong một nghĩ thầm: nếu người nào được nghĩa khí như Vân Trường, hắn đã không nỡ hại ta. Tại sao ta sẽ nỡ giết khác mà không bắn, sợ trái với tướng lệnh? Suốt đêm Huyền mới nghĩ lại, Huyền cũng không biết quyết định bèn nào cho phải. Sáng sớm hôm sau, bất tin Vân Trường lại đến triều chiến. Trung lĩnh đứng ra thành, Vân Trường hay hơn không đánh. Nhưng thấy Vân Trường bực bội vô cùng, liền hấp thở thành đánh đỡ, chưa đợi đánh trung hiệp rồi giả bỏ chạy. Quân trước mặt kéo ông cả lên, Vân Trường giật mình, đeo cả tên chạy về trại. Bây giờ Vân Trường mới biết Hoàng Trung có tài bắn xuyên lá liễu, cắt xa hàng trăm bước. Bữa nay sợ gì bắn lên cầm mũ, là nói báo ơn, không biết còn chưa đó thôi. Hoàng Trung về thành, ra bắt Hèn Huyền, nhưng vết bả mũ nói chung lại, Trung kêu là vô tội. Huyền mắng rằng: ta nhận xét rộng rã ba hôm nay, ngươi còn dám dối à? Cũng đâu, ngươi không đánh hết sức, ta có bụng tay chỉ. Hôm qua ngã ngựa, hắn không giết, thế là thông đồng với nhau. Hôm nay, hai lần ngươi bắn cây không, đến lần thứ ba là chỉ bắn vào chỗ mũ. Thế có phải là ngươi với hắn vẫn thông đồng với nhau không? Nếu không giết đi, tức để mối lo về sau. Liền bắt tay đông thủ kinh Huyền ra ngoài cửa thành chém đầu, cái tướng định vào kêu quan. Huyền nói: thế ai chu gia cho Hoàng Trung, tức là đồng bọn. Quân vừa đưa Hoàng Trung đến cửa, sắp sửa thôi đao, bỗng có một tiếng cưa đã đánh đuốc vào pháp trường, dám chết ngay tay đao phủ, cứu được Hoàng Trung, rồi thét lớn: Hoàng Hán Thăng là thành lũy sức Trường Sa, nên giết Hán Thăng thì khác gì giết cả trăm họ Trường Sa. Hoàng Huyền là thằng tàn bạo bất nhân, kinh miền hiền sĩ, ta nên giết đi mới phải. Ai đi theo ta thì là cả đây. Mọi người nhìn xem, để ra là Ngụy Viên, người ở Nghĩa Dương, mặt mỏ như đất, mắt như sao băng. Nguyễn Mỹ Duyên từ khi ở thành Tương Dương chạy theo Nguyễn Đức Công Nghiệp thì đến theo Hàng Huyền. Huyền ghét Duyên là người kiêu ngạo, không chịu trọng dụng, nên Duyên ẩn nấu ở đó. Hôm ấy cứu được Hoàng Trung, Duyên đủ trăm họ đi giết Hàng Huyền. Duyên vừa hô một tiếng, có 100 người theo liền. Hoàng Trung tặng lại không được, Duyên đánh thẳng đến mặt thành,
của đạo đức đô hèn quyền vừa sắp đầu dẫn bá tinh đã hẹn Vân Trường. Vân Trường mừng lắm, tỏ tay phủ cho dân chúng rồi mời quen phú vào chơi cùng cả ống từ chối. Vân Trường sai người mời Miền Đức Khổng Minh đến. Nói về Miền Đức, từ khi Vân Trường đi lấy Trường Sa cùng với Khổng Minh để góp ghi sâu tiếp ứng, đang đi bỗng nhiên có một cơn gió nổi lên cuốn đổ lá cờ xanh. Một quân quả từ bắc bay về nam từ vài tiếng rồi bay mất. Huyền Đức hỏi: đêm nay chắc chắn Vân Trường đã lấy được Trường Sa và được thêm một đại tướng nữa. Đến giờ ngọ nhất định sẽ có tin về báo. Được một lát, quả nhiên có một tính tên lính chạy về báo rằng: dạ bẩm, Quan tướng quân đã lấy được Trường Sa và được thêm 2.000 tướng là Quan Trung, Ngụy Diên nữa. Hiện Quan tướng quân đang mong đợi chúa công đến để yên dân. Huyền Đức mừng lắm, dẫn quân vào thành. Vân Trường ra đón vào trong nha, thuật lại chuyện Quan Trung cho Huyền Đức nghe. Huyền Đức thân đến tận nhà Quan Trung mời. Bây giờ Quan Trung đến trường hàng nhà xin chung tất hàng viện ở phía đông thành. Đời sau các thơ khen Quan Trung đại tướng, tướng quân khí khái lớn tài trời, đầu bạc phơ phơ dạ dặn dời, dù chết cũng cam không oán giận, cúi đầu hổ thẹn chịu hàng người. Tuyết ma gương báo khoe tài mạnh, võ tướng châu công dẫn đánh hoài, danh tiếng miền phu còn nhớ mãi, tương đàm dàn dặn ống trăng son. Hồi 106, Tôn Trọng Vương đánh Trương Dương bị thua. Huyền Đức đãi Hoàng Trung tử tế lắm, Vân Trường lại đưa Ngụy Diên vào ra mắt. Cũng Minh sai bỏ sĩ đôi đánh chém. Huyền Đức giật mình hỏi: Ngụy Diên là người có công, không tội tình gì, sao quân sư lại giết đi? Khổng Minh nói: ăn lòng của chủ mà giết chủ, thế là người bất trung. Ở đất ấy mà lại danh đất ấy, thế là quân bất nghĩa. Giả lại, nói xem sau kế hắn có một phản tốt, mai sau ta xin lòng phản nghịch, cho nên chém trước đi để trừ dạ về sau. Huyền Đức ngăn lại nói: nếu chém hắn đi, tôi e những người theo hàng khác sợ hãi, mong quân sư hãy tha cho hắn. Khổng Minh trỏ vào mặt Ngụy Diên bảo rằng: nay hãy tha chết cho, hãy hết lòng báo chúa, không được manh tâm này khác. Nếu ai ở hai lòng, ta sẽ lấy đầu đó. Ngụy Diên dạ dạ mấy tiếng lui ra. Quan Trung tiếng cháu nó biểu là lưu bạn, khiến anh nghĩ ở du huyền. Huyền Đức triệu đến trong quân quận ở Trường Sa, muốn quân bình định đâu đấy. Huyền Đức thu quân về Kinh Châu, đổi tên của Du Giang là huyện Công Nghiên. Từ đó Huyền Đức lắm tiền nhiều nước, hiền sĩ tấp nập khác về. Khi quân mã đóng đồn của Huyền Đức đánh giữ cách cửa ải, lại nói khi chúng quân đội sài đang về đến sài căm nên giữ quận Ba Lăng lăng phóng giữa quận Hán Như, hết đến nơi đều phải sắp sẵn chiến huyền đợi lệnh. Quân Trình Phổ thì dẫn các tướng sĩ đến hợp viện. Nguyên Tôn Quyền từ sau trận Xích Bích vẫn đấu quân tại Hợp Phì, đánh nhau với quân Tàu, lớn nhỏ đánh hơi trùng trận, thắng bại chưa phân. Nguyên Phá Hạ Trại cách thành chuột dọc, không dám đóng gần thành. Nghe tin Trình Phổ kéo quân đến, Nguyên mừng lắm. Tôi đang ngồi trên quý Tạo quân sĩ, có tin báo đột quốc đến trước. Nguyên Phá Hạ đứng đợi, cũng thấy thế cuốn cuồng, chỉ xuống ngựa thi lễ. Các tướng thấy Nguyên kính trọng và tốt như thế, cũng ngạc nhiên. Nguyên mình tốt lên ngựa, giống như cuồng đi và bảo: đã xuống ngựa đón tiếp như thế, người ta thấy dễ dàng chưa? Túc nói: bóng chưa ạ. Quy hỏi: thế nào mới là dễ dàng? Chúng tôi được viết tên dòng tên của mới là dễ dàng. Nguyên vỗ tay cười ầm lên vào tới trướng. Nguyên mấy tiệc hao thử các tướng sĩ và bàn bạc đánh hợp viện. Cho các tên Trương Liêu sai người mang thư khiêu chiến đến. Tôn Quyền mở thư xem, giận quá nói: Trương Liêu khinh ta lắm, hắn thấy Trình Phổ dự đem quân đến nên cúi cho người khiêu chiến. Được rồi, đêm nay ta không cần đem quân mời em, chỉ dẫn quân cũ đã học tập thật to sẽ làm thế nào? Lập tức truyền lệnh cho ba quân canh ba đêm hôm ấy kéo sang thành Hợp Viện. Khoảng giờ thinh, quân mã đi được nửa đường thì vừa gặp quân Tạo, hai bên giằng trận. Tôn Quyền gọi một trọng vàng mặc áo giáp vàng, nên hình gọn ghẽ đứng giữa các trận. Bên tả có Tống Kim cầm hai nguồn kích đứng hộ vệ giúp ba vào trống. Về phía trận quân Tàu, cửa cờ mở toang, ba binh tướng chỉnh tề đứng đợi. Trương Liêu ở giữa, Lý Điện bên tả nhặt tiếng binh hủ. Trương Liêu tế ngựa ra, Thác Tôn Quyền quyết chiến. Quyền múa thương muốn ra thì Thác Sử Từ đã bắt giáo tế ngựa ra trước. Hàng tướng đóng nhau 7-8 hiệp chưa phân thắng bại. Lý Điện bảo với Nhật Tiến rằng:
trước mặt có người đội mũ cổng vàng, đó là Tôn Quyền. Nếu bắt sống được hắn thì báo thù cho được 83 vạn đại quân của ta. Tiện nói chưa dứt lời, nhặt tiếng một đao một ngựa nhanh như chớp, tức lệ lướt thắng đến chỗ Tôn Quyền, mua đao chém xuống. Tống Tiêu giả qua một bèn như quả kích ra đỡ, tiến liên một nhát đao hay một cách chạy trốn. Hai người chỉ còn hai cái chân đất, cứ nhẹ đầu người mà chọn chiến phải với người chạy về. Tống Kim giật cổ giáo ở trong tay sẽ xỉu đuổi theo. Lý Điển dương cung bắt giữ bụng Tống Kim. Tống Kim nhào luôn xuống ngựa. Trương Liêu thu quân về Hợp Phì. Trình Phổ bảo vệ Tống Quyền về trại. Quân sĩ lục tục kéo về sau. Quyền thấy mất Tống Kim khóc ầm cả lên. Trưởng sử là Trương Hoành nói rằng: chúa công kể thế hùng mạnh, coi thường quân giặc để cho ba quân anh cũng trùng mình. Giả thử đánh chém được tướng, cướp được cờ, uy danh lừng lẫy chiến trường cũng là việc của một người tướng mọn, chứ không phải việc của chúa công. Xin chúa công hãy bỏ cái tính cậy khỏe của bọn mạnh bôn hạ nhục lại để nghĩ đạo dương bá mới phải. Giả lại Tống Kim chết trong đám tên này cũng vì chúa công kinh định gây ra. Từ đây trở đi mong chúa công giữ gìn cẩn thận mới được. Quyền tạ rằng: đó quả là lỗi tại ta, sẽ xin sửa chữa. Một lát Thái Sử Từ vào trướng bẩm rằng: còn có một tên hảo thủ là Hòa Đinh có bạn thôi nhất giáp mã của Trương Liêu. Nhân tên này bị Liêu đánh bắt nói nhiều lắm. Điều này hắn sai người báo tin đốt lửa làm điệu, đập chết Trương Liêu đã bắt được cho Tống Kim. Vậy tôi xin mang quân đến làm hỏi ứng. Quyền hỏi: Hòa Đinh ở đâu? Nó đã lẻn vào trong thành Bậc Phì rồi. Tôi xin lĩnh 50 quân mã đi đây. Gia Cát Tử nói: Trương Liêu là người đa mưu, các tất phần bị trước, không nên vội vàng. Quyền bị thương sốc Tống Kim, muốn lộn muốn báo thù, để sai từ dẫn 50 quân làm nội ứng. Có định nguyên là người này quyết định cho mấy quy định vào trong đảo Tông Tạo, các tất phần bị nhìn thấy tên giả họ, hãy tìm bài nhau, hết được nói. Tôi đã sai người đi báo cho các sự từ rồi, đêm nay sẽ tập đến tiếp ứng, anh định kế hoạch làm sao. Tên giám bạn nói: chỗ này cách quân quân khá xa, đến khi không kịp tới được, chỉ nên ra tốt tốt khổ. Rồi anh chạy ra đường ẩm lên là có bọn phiên loạn, tất nhiên quân sĩ trong thành sẽ phối rối, nhân đó giết chết Trương Liêu. Quá Bình nói: kế ấy hay lắm. Đêm đó Trương Liêu thắng trận trở về, thắp mừng ba quân, rồi truyền lệnh cho tướng sĩ không được mặc áo giáp đơn kỵ, tạ quân quân giả bẩm: hôm nay thắng trận, quân quân phải đón xa cả, sao tướng quân không mặc áo giáp kỵ tên? Nhưng nói: không phải rồi, các lòng tướng đừng thấy được mà mừng, đừng thấy thua mà lo. Hãy thử quân Ngô đón ta không phòng bị, thừa cơ đến lúc thì ta lấy gì chống lại? Vậy đêm nay ta phải cẩn thận và đêm mới được. Liêu nói chưa dứt lời thì mấy sau trại đã bốc cháy, tiếng kêu phản ầm ĩ, người đến báo tin như mắt gửi. Trương Liêu đang trướng lên ngọn, gọi hơn chục tướng ra tập phúc đã đứng chặn đường. Ta một bóng giả bóng tiếng reo gấp lắm, hãy đến đó xem thử. Liêu nói: đây hẳn là Hưng Ngô đến làm ngoại ứng, tên nên nhân kế của địch mà phá. Liền sai người đốt một đám lửa trong thành, kéo họ làm phản, rồi mở toang cửa thành ra, buông cọc treo xuống. Thái Sư Từ thấy cửa thành mở toang, chắc có nội biến, vội vác giáo tới người xông vào trước. Bỗng trong thành nổ một tiếng pháo, tên bắn xuống như mưa. Từ vội vàng ấy rút lui, thì mình đã bị trúng lấy một tên. Sau lưng lại có Liêu Điện, nhanh tiếng người đánh, Hưng Ngô không phải quá nữa. Hát tướng thừa thấy quân đến tận cửa trại, lục tốn đóng tầm bổ ra quốc định lúc bảy quân tàu mới chịu quân về. Tốt Quyền thấy Thái Sư Từ bị tên đau này đã càng thương cảm, Trương Liêu khuyên Tốt Quyền bãi binh. Quyền nghe lời thu mua xuống thuyền giáp được Cáp Từ quân Châu. Từ đâu ngày qua Quyền sai Trương Liêu đến thân Từ đưa con lên rằng: đại trưởng phu sinh trong thời loạn, nên đem ba thước gương lập nên công trạng bất hủ, nay chưa thỏa chí sao đã chết thế này. Từ cơn sóng thì mất mới có 41 tuổi. Người sâu có thơ rằng: Thái Sử Từ đông lai trung hiếu vẹn cả hai, danh tiếng bắc thiên họ cung ngựa võ nghệ tài, bắc hải đền ơn khách thần định mãi đánh giai, đấm chung còn hạng tái tham ai cũng cảm hoàng. Tôn Quyền nghe tin Từ mất thương xót vô cùng, sai làm ba con tại ở núi Bắc Cố cũng nắm Từ, rồi đem con Từ là Thái Sử Lanh về nuôi trong phủ. Nhắc đến huyện nước ở Kinh Châu, nghe tin Tôn Quyền thua ở Hợp Phì, rút về Nam Từ, liền mời Khổng Minh vào bàn bạc. Khổng Minh nói: ban đêm vừa xem thiên nhãn, thấy mấy tây bắc có một ngôi sao xa xuống đất, đất thì mất người quan tâm. Nam Đình huyện thì đất tin công tử Lưu Kỳ tạ thế, thường nhất định tin, thường cấp thế thảo. Khổng Minh khuyên giải rằng: người ta sống chết có
xác số. Thuốc con không nên sầu não, có hại đến sức khỏe. Xin hãy giải quyết việc lớn là cho người sang đó coi giữ thành trì và do lo liệu việc ta. Quyền Đức hỏi, nên sai ai đi? Cũng Minh Trường, nhưng thấy không có dân trường không xong, liền sai Vân Trường có quân đến chống thủ Tương Dương. Quyền Đức lại hỏi, lấy Lưu Kỳ đã mất, Đông Ngô bắt lại đội Kinh Châu, thì anh nói là làm sao? Cũng Minh nói, có người lại, tôi sẽ có cách đối phó. Được nửa tháng, có tin báo Lục Túc ở Đông Ngô đến viếng tang, đó là Giang Mô nghĩ mèo sẵn sàng, chỉ chờ Ngô Sứ bước sang đối lệnh. Chưa biết Khổng Minh đối đáp ra làm sao, sẽ đến hồi sau sẽ rõ.